Các cô chú bác còn nhớ mà xưa bên cái vách tường này nè, đó là vách tường của đất nghĩa địa Đô Thành, có một cái con kênh nước cặp bên hông của vách tường này. Bây giờ là nhà cửa xây hết trơn rồi. Rồi ra đây là đường Cách Mạng 8. Nơi đây bà con bác còn nhớ không, nơi đây hồi xưa có cái cổng chào của Đô Thành Sài Gòn nè. Nơi đây là nơi giáp danh giữa tỉnh Gia Định và Đô Thành Sài Gòn à, cho nên ngay đây có cái cổng chào. Hồi đó khoảng năm 89-90 rồi con. Ba mẹ con thường hay đi câu cá ở ngay chỗ công viên Lê Thị Riêng này. Ở đây có cái hồ câu nè bà con. Hồi đó ba mẹ con thường hay đi câu ở đây nè, cái hồ này nè. À, hồ này đây. Năm 89-90. Thời điểm đó ba mẹ con có thằng bạn mà lúc đó là nó chuẩn bị đi nước ngoài luôn bà con, nó chuẩn bị đi Mỹ luôn, cho nên nó đi trước, hình như nó đi trước ba Michael. Hai thằng đâu có làm gì đâu, cái tối ngày cái ôm cần câu đi câu cá, xách xe lúc đó đi chiếc cúp 67. À, đi câu cá ở đây nè, ra câu cá với quận 7 nhà bè nè đó. Bên đó là xưa là một cái tiểu đoàn thủy đoàn 1 nhảy dù đó bà con, là đóng ở đây nè, cống Bà Xếp. Con đường bắc, con đường này là đường Trường Sơn nè. Đường Trường Sơn này hồi xưa trước năm 75 không có. Xin thưa bà con bác, nghĩa địa Đô Thành Sài Gòn là nó kéo dài qua bên đây luôn à, nó bự lắm đó, chứ không phải chỉ có công viên này đâu không nha bà con. Nghĩa địa Đô Thành Sài Gòn xưa bự lắm, nó kéo qua bên tay phải nữa, bên tay trái luôn nè. Con đường này ở đó chứ không có. Đây là nghĩa địa nè, chúng ta đang chạy đây là chạy trên mồ mả nữa. Con đường này đường Hồ Bá Kiện. Ở đây người ta thích ăn cháo lòng quá ha. Cháo lòng bình dân nữa kìa, 20.000 tô. Ở đây có Lê Gà Mét, mấy cái hãng dệt. Mấy con đang chạy đây là trên con đường Hồ Bá Kiện. Cà phê Thảo Nguyên này lâu đời lắm rồi nha bà con. Tiệm cà phê Thảo Nguyên đó cũng khoảng trên 30 năm. Rồi đó đây có cái tiệm cơm tấm, bây giờ ba mày còn quên rồi, hình như nó hết bán rồi, giờ ba mày còn cũng không nhớ nằm ở đâu luôn. Chúng ta đang đi trên con đường Hồ Bá Kiện ở phường 15 quận 10 ở số 86.
con đường này đường Tô Hiến Thành, phía trước mặt bà con cô bác đây là xưa đó là trại đào Bá Phước của biệt động quân đó. Rồi cái con hẻm này là đi vô cái trại giam Chí Hòa. Bên tay trái bà mày gọi đây có cái trường học nè bà con. Trường này là trường Tô Hiến Thành. Trường này trường Tô Hiến Thành, trường tiểu học. Nhưng mà trước năm 75 trường này không phải trường Tô Hiến Thành đâu nha bà con. Các cô chú anh chị và các bạn còn nhớ được cái trường này là trường tên gì không á? Còn đây là nhà thờ Hòa Hưng. Nhà thờ Hòa Hưng. Hồi xưa các giáo dân ở đây nè, mà mỗi lần mà muốn đi lễ bà con là phải đi lên tới miệt nhà thờ Chí Hòa đó để hành lễ. Giáo dân ở đây là giáo dân có trước giáo dân gốc Bắc 1954 luôn nha bà con. Giáo dân ở đây lâu đời đó, trước Bắc di cư 1954 ở trên vùng đất Ông Tạ luôn á. Nhưng mà hồi xưa ở đây mà giáo dân muốn đi hành lễ phải đi bộ lên tới nhà thờ Chí Hòa. Rồi sau này mới xin cha về đây lập cái nhà nguyện, rồi các cha ở nhà thờ Chí Hòa về đây hỗ trợ. Đây chợ Chí Hòa nè bà con. Bây giờ nó mới tháo mấy cái băng rôn quảng cáo ra mình mới thấy được cái chợ Chí Hòa nè. Chứ cái phần đó hầu như là băng rôn quảng cáo không nha bà con. Che mất luôn cái tên chợ. Ở đây người ta gọi đó là ngã ba Tô Hiến Thành. Con đường trước mặt bà con bác đó là đường Cách Mạng tháng 8. Con đường này trước năm 75 là đường Lê Văn Duyệt nha bà con. Bên đây là rạp Thanh Dân nè. Kế bên rạp Thanh Dân này có cái trường học nè bà con. Cái trường học này hồi xưa đó là nghĩa địa Hồi giáo á. Nghĩa địa Hồi giáo là xưa ở đây. Đây bà con bác thấy đập hết rồi đó. Để mở rộng cái tuyến metro đó, hai bên đường luôn. Mai mốt bà con bác sẽ thấy ở đây có hai cái đường rầy xe lửa, xe điện. Ở đây nè bà con có trường Mẫu giáo Tư Hục Thiên Thanh nè bà con. Xin thưa bà con, quá trước năm 75 trường này là trường Thánh Mẫu á, thuộc dòng bến Thánh Giá Gò Vấp. Nơi đó là xưa là trường Thánh Mẫu á, ở Sài Gòn. Ba mày gò đố bà con của bác biết ở Gia Định cũng có một cái trường Thánh Mẫu nữa, nó nằm ở đâu nè. Rồi con đường bên phải là đường Hòa Hưng nè.
đường này nó đông xe quá. Chúng ta đang đi hướng này là chúng ta đi hướng về chạy Lê Văn Duyệt các bà con. Chạy Lê Văn Duyệt này còn gọi trước năm 75 còn gọi là Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Hình như 30 cầu nhớ hồi xưa không lầm là 30 cầu nhớ là hình như là chúng ta có tới 5 quân khu. Không ta? Không nhớ à. Chắc 5 á. Nó gọi là 4 vùng chiến thuật với một cái biệt khu thủ đô. Không biết 30 cầu nhớ gì có đúng không bà con, hay là chỉ có 4 vùng chiến thuật thôi. Các cô chú anh chị và các bạn nào có biết thì xin chỉ giúp 30 cầu với. Bên đây nè, cả cổng của Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô nằm đây. Đúng không ta? Mình là hồi xưa là gồm có 5 khu chứ hả? Khu 1, khu 2, khu 3, khu 4 với lại biệt khu thủ đô. Hay là chỉ có 4, thường nghe cho nói là chỉ có 4 vùng chiến thuật à? Cái này là nó hơi rắc rối này nha, hơi mơ hồ chút xíu nè. Bà con cô bác nào có biết, các cô chú, anh chị và các bạn nào có nhớ thì nhắc giúp 30 cầu với. Bên tay phải mà Michael đây nè, nguyên cái tòa nhà bự bự nè, Viettel nè, Thiên Hòa nè, đó nguyên cái khu này á, trước năm 75 á, đó là quân vụ thị trấn, nằm trong trại Lê Văn Duyệt nha bà con. Đây là cái quân vụ thị trấn đây, nơi đóng quân của tiểu đoàn 6 quân cảnh đó. Tiểu đoàn 6 quân cảnh là trực thuộc về khu thủ đô nha bà con. Chúng ta còn có một cái tiểu đoàn 5 quân cảnh nữa. Trên tiểu đoàn quân cảnh là nó là cái đơn vị nào quản lý bà con? Ba mày còn cũng chưa có rành lắm cái này nè nha. Lực lượng quân cảnh hồi xưa là được biên chế là đứng đầu là cái cơ quan nào phụ trách, các cô chú bác nào có nhớ? Ba mày còn chỉ nhớ là tiểu đoàn 5 quân cảnh là lực lượng tổng trừ bị á. Cái gì mà bà con bác nghe mà tổng trừ bị là cái là được lệnh cái là hành quân khắp 4 vùng chiến thuật luôn á. Rồi đây là ngã 6 công trường Dân Chủ. Nơi đây hồi xưa người ta còn gọi đó là đồng tập trận. Đường này đường Nguyễn Tường Hiền hồi xưa là đường rầy xe lửa đó bà con. Ở đây có một cái cô chợ nè. Chợ này là gọi là chợ Vườn Chuối. Để ba mẹ còn chở bà con các bác đi dạo vô coi cái chợ Vườn Chuối sáng nay có đông khách không ha. Để mình đi ngược chiều chút xíu để mình vô cái con hẻm này nè bà con. Chết cha rồi sao vô. Cảm ơn. Rồi đây là chợ Vườn Chuối. Buổi khó khăn mua hàng trả giá ghê mà con. Không biết trả giá là sao mà ba mày còn thấy cái người bán họ nhăn quá. Họ nói rằng trời ơi giá gì trả giá gì sao bán cái gì đó. Mà ba mày còn thấy họ vừa nói mà họ vừa nhăn. Tức có nghĩa là họ lời không có nhiều mà trả sát giá kiểu đó thì họ đâu còn lời đâu. Cho nên sao bán. Khó khăn quá cho nên người mua người ta cũng tiết kiệm tiền lại. Cơm tắm nè,
Đặc trưng của chợ là vậy. Cứ một xe mà dừng lại mua đồ là phải tìm cách len. Đâu rồi, bánh bèo, bánh đúc, bánh ngậm, chỗ bánh tầm bì nữa chứ. Ngon quá. Trời đất ơi, lại bị phát hiện quay video rồi. Trả tiền xong cái đi về luôn, không lấy đồ. Tấp bự lắm á, vậy lấy 3 cốc rưỡi nha. Ừ. Lấy tầm 3 cốc rưỡi. Nghe mùi chiên chả giò thơm quá. Cái gì mà lừa đảo người ta hay trời. Ôi trời trời, đường nó nhỏ quá. Chạy mấy con đường này nó mỏi tay thiệt luôn á. Chắc kiếm chỗ nào ăn sáng nha bà con. Mỏi tay quá, nghỉ ngơi chút xíu. Giờ mình ăn sáng cái gì ta? Con đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu đó bà con. Đường Nguyễn Đình Chiểu này hồi xưa người ta còn gọi đó là đường Phan Đình Phùng. Đây, con đường này đường Phan Đình Phùng. Bên đây có cà phê Chú Long nè, có chợ vườn chuối nè bà con ha. Nguyễn Thượng Hiền. Chúng ta đang đi trên đường ray xe lửa năm xưa nè. Một chữ tâm bằng ba chữ tài. Buôn bán phải bằng cái tâm đó bà con. Làm video cũng phải bằng cái tâm. Đây, con đường này đường Võ Văn Tần nè, hồi xưa đó là đường Trần Quý Cáp. Thấy người ta ăn đông ghê ha.
bên kia có chỗ bán bán gì ta, bún chả Hà Nội cũng ngon lắm, chắc vô đó ăn đi. Thôi chắc ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.